Sống trên đời càng khoe khoang thứ gì càng dễ mất đi thứ đó. Người khôn ngoan không bao giờ treo bốn thứ này lên miệng. Thưa quý vị và các bạn, có những lời chỉ nên giấu ở trong lòng, tuyệt đối đừng nói ra, vừa là để tránh rắc rối, vừa là để giữ lại phúc khí cho mình. Lời nói cần phải có cái độ, làm người phải biết chừng mực, gặp người như nào, nói lời ra sao. Lời nói ra phải có chọn lọc, phải biết chừa đường lùi cho người khác, đừng ép người quá đáng. Trong cuộc sống, khi giao tiếp qua lại với người khác, đừng cứ mở miệng là tuôn ra cả tràng giang đại hải. Phải rèn cho mình thói quen suy nghĩ kỹ càng trước rồi hãy nói. Trước khi nói, nghĩ xem nên nói gì, không nên nói gì. Đây đồng thời cũng là đang giúp giảm thiểu tối đa những rắc rối có thể gặp phải. Có những điều tốt đẹp chúng ta chỉ nên giấu trong lòng, bởi nói ra sẽ có nhiều người dị nghị, muốn cướp đi của bạn. Khôn ngoan sẽ biết cách khiêm tốn, không khoe khoang cho cả thiên hạ thấy. Người xưa dạy rằng, phàm là chuyện gì trước khi nói ra cũng phải cần đo đong đếm cho kỹ càng, đừng cứ ào ào mà tuôn ra. Trước khi nói hay làm gì, hãy uốn lưỡi 7 lần suy nghĩ cho thấu đáo trước. Người ăn nói vô tư thường đắc tội người khác mà chẳng ý thức được điều đó. Khoe khoang thật chất chỉ là quá trình diễn ra giữa người nói có thứ cần khoe khoang và người nghe là người thấy về thứ cần khoe khoang. Khoe khoang thường làm cho người có tính này cảm thấy hưng phấn kèm theo sự tự hào và hãnh diện. Ví dụ như bạn có con cái học hành tài giỏi, thì thường bạn sẽ lên mặt được với những gia đình có con cái học hành không ra gì. Một điều tích cực nữa của khoe khoang, đó chính là nếu sử dụng đúng thời điểm sẽ mang tính khích lệ mọi người xung quanh. Ví dụ như nhà bạn giàu có xây nhà to bự, thì sẽ làm cho mọi người xung quanh nói theo, để cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, tích góp tiền bạc xây nhà to giống như bạn. Về tác động xấu của sự khoe khoang đối với người khoe, đó chính là mất kiểm soát trong lúc khoe khoang. Bởi vì trong lúc khoe thường rất hưng phấn, nên thường dẫn tới tâm lý không kiềm chế, nên có thể khoe luôn những chuyện đáng lý phải giữ bí mật. Khoe khoang quá đà cũng có thể khiến bạn dễ bị ảo tưởng về bản thân, làm mất động lực phấn đấu. Khoe khoang cũng có thể khiến gia tăng sự đố kỵ của những người xung quanh đối với bạn. Và khi bị đố kỵ, thì người ta có thể sinh ra những hành vi phá hoại công việc liên quan tới bạn. Như đã phân tích ở trên, thì việc khoe khoang cũng có mặt tích cực của nó. Chính vì vậy, các bạn cần phải thật chú ý trước khi khoe khoang về bất cứ điều gì. Có rất nhiều cách khoe khoang một cách tế nhị và tích cực như sau. Chẳng hạn như báo tin con cái có thành tích học tập tốt cho ông bà để ông bà vui. Đây có thể là liều thuốc tinh thần tốt cho ông bà có thêm niềm vui về tuổi già. Hoặc là chia sẻ với anh chị em trong gia đình về những tài sản mới để người thân mừng cho bạn. Bạn cũng nên tế nhị lúc khoe để tránh bị gọi là khoa trương quá mức. Trong công việc làm ăn để được đối tác trong ngành nề trọng công ty của bạn, thì cũng nên khoe có kiểm soát một số thông tin liên quan tới tiềm lực của công ty để tạo dấu ấn tốt. Tuyệt đối không được khoe những bí mật liên quan tới bí quyết kinh doanh hay danh sách khách hàng có thể bị đối thủ cạnh tranh tận dụng. Còn bốn thứ cấm kỵ dưới đây, đừng dễ dàng nói ra với người khác, càng khoe ra bạn sẽ càng dễ mất đi. Thứ nhất, khoe khoang tài sản một cách quá đà. Đối với tài sản cá nhân như sổ tiết kiệm vàng bạc đô la, thì các bạn nên hạn chế khoe ra vì có thể tạo sự chú ý của những kẻ gian. Đã có quá nhiều trường hợp người dân vì khoe khoang vàng đeo đầy người nên bị kẻ xấu tấn công để cướp, nhẹ thì bị thương, nặng thì ảnh hưởng tới tính mạng. Hạn chế khoe khoang trên mạng xã hội như Facebook hay Zalo vì nó thường mang nhiều điều tiêu cực cho bạn. Nếu muốn khoe thì chỉ đăng bài cho những người bạn thân nhất thấy được thôi, bằng tính năng chỉ cho phép ai đó nhìn thấy bài đăng của bạn. Chúng ta thường có thói quen chia sẻ nhiều thông tin về cuộc sống hàng ngày của mình trên mạng xã hội mà chưa lường hết được những tác hại của nó. Việc đăng các ảnh khoe tiền, khoe nhà, sổ tiết kiệm, nhưng bạn không biết được người khác đang có mưu đồ gì, đặc biệt là những người lạ trên Facebook. Hơn nữa, hạn chế khoe cũng là cách tránh rắc rối vào mình. Chưa nói đến việc bạn không muốn một ai đó mượn bạn một số tiền lớn, mà bạn thì không thể không cho vì đã chót khoe của. Chẳng hạn anh em bạn bè thi nhau kéo đến xin bạn giúp đỡ. Ngoài ra những tấm gương các bạn đã thấy về việc khoe vàng, khoe nhà hay khoe xe, sau đó làm ăn thất bại đều bị dân chúng chê bai ném đá.
Mạng xã hội hay bất cứ điều gì trong cuộc sống đều có hai mặt. Điều quan trọng là chúng ta cần biết nên làm gì để hạn chế tối đa những tác động có hại đến mình. Do đó, hãy cân nhắc lại khi có ý định khoe chiếc túi hàng hiệu vài ngàn đô mới mua hay chuyện vừa kiếm được bao nhiêu tiền trên Facebook. Tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm với bất cứ ai, đặc biệt khi đang trải qua khó khăn về tài chính. Nếu được tăng lương hay mới mua một chiếc xế hộp thì đừng vội khoe ngay trên mạng. Ngoài việc gây ra những sự ghen tị, còn thu hút nhiều hacker có thể tấn công vào tài khoản của bạn nếu đó là những tấm hình chụp thẻ tín dụng hay thông tin tài khoản ngân hàng. Đã từng xảy ra chuyện người giàu trở thành nạn nhân của trộm cắp khi khoe tài sản trên mạng. Nhiều người đang biến mình trở thành con mồi của kẻ xấu khi cố gắng phô trương sự giàu có. Đặc biệt với những cuộc giao dịch mua bán đất bằng tiền mặt, lại càng không nên đưa lên mạng xã hội để khoe, tránh rước họa vào thân. Thứ hai, bí mật thầm kín. Cái miệng giống như cái bình được đóng chặt nắp, đừng để lời nói tùy tiện thoát ra bất cứ lúc nào, phải thủ nó như phòng địch vậy, đừng để tạm niệm quấy rầy nội tâm. Giữ mồm giữ miệng với người khác cũng là một phẩm đức, đôi khi giữ lại những suy nghĩ tâm sự trong lòng không chỉ là tôn trọng người khác mà còn là tôn trọng chính bản thân mình. Ai cũng có những bí mật thầm kín, bí mật một khi được nói ra thì sẽ không còn là bí mật nữa. Dù chúng ta có dặn dò người khác là không được nói với ai đâu đấy, thì về bản chất là nó cũng đã được truyền ra ngoài rồi. Người biết nó không chỉ còn là một mình ta nữa. Bí mật khi này đã trở thành bí mật công khai. Rất nhiều khi không nói chính là đang bảo vệ bản thân khỏi những rắc rối không đáng có khi bí mật chẳng may bị tiết lộ. Có câu lời ít ý nhiều, lời không nằm ở nhiều mà quý ở ít. Nói ít nhưng nói câu nào có ích, câu ấy sẽ càng đáng quý hơn. Giữ mồm giữ miệng là giữ cái tâm. Khi con người ta trầm tĩnh, cái tâm tự nhiên cũng tĩnh lặng, mà người càng trầm mặc thì càng mạnh mẽ. Thứ ba, khoe khoang chuyện cũ. Ai cũng đều có quá khứ, những chuyện đã xảy ra có thể khiến ta tổn thương, cũng có thể khiến ta vui mừng. Nhưng nếu đã là chuyện đã qua, vậy thì đừng nên nhắc lại làm gì. Bản thân trong quá khứ không liên quan tới người khác, giữ lại quá khứ trong hồi ức của mình vậy là đủ. Không ít người trong cuộc sống khi gặp phải bất cứ một điều bất hạnh hay khó khăn nào là lập tức muốn cả thế giới đều biết rõ cái khó của mình, cuối cùng lại chỉ khiến người khác tìm cớ tránh xa. Vì sao? Vì không ai thích ở cạnh một người suốt ngày than vãn tiêu cực cả. Đời người vốn là bề khổ, nhưng thứ khiến ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn, vừa hay cũng chính là những khoảnh khắc khiến ta đau đớn ấy. Con người sinh ra vốn đã được định sẵn là đơn phương độc mã, ai cũng có cuộc sống, có phiền não, có vấn đề của riêng mình. Khi bạn chỉ biết ngồi đó than vãn về quá khứ, khoe khoang về quá khứ bất hạnh của mình, là bạn đang vô hình tự áp đặt không khí tiêu cực lên cuộc sống của chính mình, vô hình tự hủy hoại cuộc đời của mình. Cứ mãi chấp niệm với những chuyện đã qua, trách móc oán than quá khứ nhiều rồi, bạn sẽ trở thành oán phụ, nói nhiều lời vô dụng, bạn sẽ trở thành kẻ vô tích sự. Ngẩng đầu tiến về phía trước, luyện cho mình một cái tâm an tĩnh, bình thản trước sự đời, nhẹ nhàng ngắm hoa nở hoa rơi. Chỉ có như vậy tâm hồn mới thông thả, an tĩnh, trở nên tích cực lạc quan hơn, cũng là để bản thân sau này trở thành một người có đầy phúc khí. Thứ tư, khoe khoang thành tựu của bản thân. Núi cao luôn có núi cao hơn, người giỏi vẫn xuất hiện người giỏi hơn, đó là lý do mà chúng ta luôn phải sống khiêm tốn và thận trọng, luôn giữ lòng nhiệt tình và ham học hỏi từ mọi người xung quanh để không ngừng tiến bộ. Một người bản lĩnh sẽ có cho mình một số thành tựu nhất định sau nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp. Đây là những giá trị mà họ đổi lấy bằng thời gian và công sức của chính mình. Khi đã ngồi vào một vị trí xứng đáng, họ có thể tự hào về năng lực của bản thân. Tuy nhiên, họ tuyệt đối không nên khoe khoang hay thể hiện. Trên thế giới này luôn có rất nhiều người bản lĩnh hơn mình. Chút thành tựu hiện tại chỉ như muối bỏ biển khi so với họ mà thôi. Người trưởng thành sẽ không lấy thế mà nhụt chí, nhưng cũng phải nhìn nhận rõ ràng sự thật này để tránh ngủ quên trên chiến thắng, lơ là với con đường tiến bước tương lai. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn dành chọn những thời gian quý báu để theo dõi bài viết này. Mình xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành tựu trong công việc của mình. Nếu các bạn cảm thấy bài viết này mang lại giá trị, các bạn hãy chia sẻ tới người thân và bạn bè của các bạn để có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới mọi người. Và hãy thường xuyên ghé thăm kênh của mình để đón xem những video mới nhất các bạn nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.